bạn cần trang điểm lại. Trang điểm ở nơi công cộng có thể hơi khó. Nhưng ở nhà, bạn có thể tô vẽ theo bất cứ cách nào bạn thích. Và quan trọng nhất, bạn có thể lộn xộn như bạn muốn. Nhưng nếu bạn ở một nơi nào đó như văn phòng, sẽ may mắn hơn nếu bạn có thể lén lút trang điểm từng chút mà không bị bắt gặp. Rốt cuộc, bạn không muốn ai biết rõ những gì bạn đắp lên mặt mỗi ngày, phải không? Được rồi, hãy để tôi dặm chút phấn nào. Có một nghệ thuật để trông bình thường khi bạn lén lấy son môi. Đã tìm thấy nó. Bạn không bao giờ muốn bôi kem che khuyết điểm ở bất cứ nơi đâu ngoài phòng bạn, phải không? Không ai được phép chứng kiến sự điên rồ này. Nhanh lên Olivia, sếp của bạn đang sắp đến đấy. Ôi trời, chắc chắn bạn không muốn mang khuôn mặt như thế này đến nơi công cộng đâu. Được rồi, để xem, tôi sẽ chuốt mascara một cách thật nhanh chóng. Chào ông Smith. Thật sự không còn cách nào duyên dáng hơn để tô son sao? Đừng quên bạn thật nhiều. Wow, Olivia, bạn thật dũng cảm. Được rồi, không ai trông thấy chuyện vừa rồi, phải không? Và nếu bạn nghĩ rằng bạn chỉ tô son môi xấu, thì hãy nhìn vào gương khi bạn tạo khối đi. Trời ạ. Và đây chính là lý do tại sao trang điểm trong sự riêng tư ở phòng riêng là việc lý tưởng. Hoàn hảo. Tôi đi làm đây. Tập thể dục ở lớp khá là thuần phục so với những gì bạn tập ở nhà. Hiểu ý tôi chứ? Lớp học này gần xong chưa? Tôi chán quá. 26, 27. Trời ạ, tôi nóng bốc lửa. Được rồi, tôi có thể làm được động tác này. Cảm giác đỡ hơn một chút. Ai đó cầm giúp quả tạ với, vì đôi vai này đang bốc cháy. Wow, tôi rất giỏi trong việc này. Thân hình tôi có đẹp lên chút nào chưa? Chà, chúng ta đã thay đổi một chút. Tại sao một việc đơn giản như ngồi lại có thể khó khăn đến thế khi bạn ở nơi công cộng? Với chiều dài chiếc váy của bạn và chiều cao của ghế, nếu ngồi sai cách thì sẽ thật tồi tệ. Wow, Olivia, có vẻ như bạn rất thành thạo. Tôi nên ra ngoài chơi thường xuyên hơn. Còn nơi nào khác ngoài nhà để nằm trườn ra? Cho dù bạn mặc quần short ngắn, váy ngắn hay thậm chí là đồ lót, bạn vẫn có thể ngồi theo cách mà bạn muốn. Này, không có gì phải xấu hổ khi ngồi thoải mái, Olivia. Vâng, đó cũng là một kiểu. Còn nơi nào khác mà bạn có thể kiểm tra hộp thư trong tư thế lộn ngược, phải không? Ăn trưa với bạn bè thật vui, nhưng chuyện gì xảy ra khi phần thức ăn bạn nuốt đi sai đường? Ôi chúa ơi, tôi không thể thở. Không sao, cứ bình tĩnh là nó sẽ qua. Trời ơi, khó chịu quá. Tôi mượn cái này nhé. Đừng lo lắng, tôi ổn cả mà. Cách xử sự khi mắc nghẹn ở nơi công cộng là phải đảm bảo không ai nhận ra điều đó. Trời đánh tránh bữa ăn. Alo cô gái. Được, chúng ta gặp nhau đi, mấy giờ? Khi bạn ngồi ở nhà một mình, nghẹn một miếng thức ăn có thể là một trải nghiệm kinh hoàng. Và một cơn nghẹt thở có thể khiến bạn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ôi trời ơi, tôi không thở được. Ai đó giúp tôi với, tôi bị mắc nghẹn. Ôi chúa ơi, lấy cái bánh này ra khỏi cổ họng giúp tôi. Wow, tôi vừa đứng trên bờ vực của cái chết. Emily, bạn còn ở đó không? Bạn không tin những gì vừa xảy ra với tôi đâu. Tôi gần như sắp chết. Không thể tin được là đã đến lúc tôi phải gội đầu lại. Gội đầu cho tóc ngắn và tóc dài là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn cần nhiều dầu gội vậy sao, Lily? Những cô gái tóc ngắn hầu như chỉ cần rất ít và hóa đơn nước hàng tháng của họ tiết kiệm hơn rất nhiều. Vâng, và Lily vẫn đang gội đầu. Hy vọng sáng nay bạn không có việc bận, cô gái. Nếu tóc bạn dài, bạn nên đầu tư thêm vài cái khăn tắm. Trời ơi, bao giờ mới thấm hết nước đây? Cuối cùng cũng xong. Chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng đôi khi mất chút thời gian. Nhưng nếu tóc bạn ngắn thì không quá lâu đâu. Sấy khô tóc dài lâu hơn gần gấp 3 lần so với tóc ngắn. Lana cẩn thận, bạn sẽ nổi chuột ở bắp tay sau khi làm khô cái bờm đó đấy.
Nhìn tuyệt rồi Vicky. Lana tội nghiệp, với tốc độ này, đợi cô ấy xong thì tới Giáng sinh mất. Tóc ơi, mày có khô đi không? Có lẽ đã đến lúc nên cân nhắc về việc cắt tóc, hoặc chuyển sang gội đầu cách ngày. Hãy túm chúng lại thành một búi tóc và kết thúc chuyện này đi. Không gì tuyệt bằng được ra ngoài ăn tối sau một tuần làm việc dài. Cảm ơn. Súp trứng, món yêu thích của tôi. Ew, không ai thích tóc nhúng vào súp cả. Trời ơi, tởm quá. May mắn cho Amy, cô ấy có thể cột tóc lên, không vấn đề gì. Mặt khác, Sophia không thể làm giống vậy. Có vẻ như bạn cần phải tắm sau bữa tối này đây cô gái. Lời khuyên bổ ích, nếu tóc bạn dài ngang vai, hãy gọi món salad. Ôi không, có một sợi tóc trong súp của tôi. Chà, ít nhất bạn cũng biết đó là tóc của bạn. Ew. Đột nhiên tôi mất hết cảm giác ngon miệng rồi. Được rồi, trang điểm xong, tóc sẵn sàng. Ôi, dây kéo của tôi. Tránh ra nào. Tóc dài tất nhiên là rất đẹp, nhưng nó rất hay bị mắc kẹt vào mọi thứ. Thật khó chịu. Mặt khác, những cô gái tóc ngắn lại không gặp vấn đề như vậy. Úi, suýt nữa thì quên. Úi chà, để tôi giúp cho. Trông thật rối lắm Lana. Có vẻ như tất cả những gì bạn cần là thỉnh thoảng có một bàn tay hỗ trợ. Đi thôi, taxi sắp đến rồi. Còn túi của tôi nữa. Hey, cái túi đang mắc vào tóc tôi. Gì vậy? Bao giờ mới kết thúc đây? Nếu bạn muốn để tóc dài, tốt hơn bạn nên có khả năng chịu đau để sống cùng nó. Được rồi, đã đến giờ nấu ăn bữa tối. Ôi! Dù bạn có tin hay không, thì chỉ với một củ khoai tây và một quả trứng, mẹ cũng có thể nấu một món ngon khá nhanh. Quấy một chút ở đây, thái một chút ở kia và trộn thêm nhiều chút chỗ này. À, và đừng quên việc nướng nữa. Wow, trông thật tuyệt vời. Mẹ làm tất cả những thứ đó chỉ từ khoai tây và trứng ư? Thơm ngon đấy. Nhưng nếu bạn chỉ là một đứa trẻ không thường xuyên vào bếp, thậm chí là thật nhiều nguyên liệu vẫn có thể khiến bạn cảm thấy bối rối. Ôi trời, tôi bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có rất nhiều công thức nấu ăn trên mạng mà tôi không biết nên chọn cái nào. Ôi, tôi không nghĩ nướng bánh sẽ tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng tôi đã hứa với mẹ là sẽ nướng bánh mừng sinh nhật bà. Hả? Tôi có thể bỏ qua bước đó phải không? Tự lưu ý, đeo khẩu trang vào lần tới trộn bổ bánh. Chị! Hãy vào lò đi. Phù, thật mệt. Đừng cháy mà, làm ơn đừng cháy. Ồ vâng, chắc chắn là cháy rồi. Bạn có nghĩ mọi người sẽ phiền việc phải cạo lớp bánh trên cùng đi không? Có vẻ như mẹ sẽ phải dạy bạn thêm một vài mẹo nấu ăn rồi, Lana. Mọi đứa trẻ đều biết rằng khi mẹ đang ngủ thì bạn phải giữ im lặng nhất có thể. Đừng kêu mà. Phù, mẹ vẫn đang ngủ. Vì đổ ngũ cốc vào bát sẽ tạo quá nhiều tiếng ồn nên tôi sẽ cho từng hạt vào bát. Ôi không, mẹ sắp tỉnh rồi. Mở vòi nước ư? Bạn đang cố quá rồi Lily ạ. Nhưng ở tình huống ngược lại, các bà mẹ sẽ tạo ra đủ loại tiếng ồn mà họ muốn dù bạn đang cần nghỉ ngơi đến thế nào. Chuyện gì vậy? Ngày tận thế ở ngoài đó à? Mới chỉ 6 rưỡi sáng, mẹ bị sao vậy? Nhưng miễn là vẫn còn việc để làm, mẹ sẽ sẵn sàng hoàn thành nó. Đừng giết mẹ, đi tù không đáng đâu. Haha, anh chàng này thật buồn cười. Tôi có thể xem anh ta ngã xe đạp cả ngày. Lily đáng thương, cô ấy không thể nào ngủ lại được rồi. Nghiêm túc đấy à, máy giày sinh tố, đó là thiết bị ồn nhất trong nhà.